Dạ, kênh Bonsai Cần Thơ kính chào với cô chú anh chị các bạn. Mời cô chú bạn giao lưu mai tứ quý mai vàng với cô nhãn, cô độc dừng ha, cây bự. À, cô chú anh chị nghĩ cái nào hay tiếp cho mai giúp kênh mình vô clip mắt vàng cô chú anh chị đợi nha. Chào gọi chào anh Mau ơi. Rồi em chào anh Linh á. Em xin mến chào cô chú anh chị gần xa. Hôm nay em cũng lên một clip mà hôm nay em có mấy cây mai vàng ha, cây tứ quý với số cây ăn trái nha cô chú. À, để giao lưu với cô chú thì qua số điện thoại của em là 0939048121. Em tên Mau ở quận Cái Răng thành phố Cần Thơ. Dạ, rồi đầu clip hôm nay thì em vô mã số 1 là cây mai vàng trước ha. Nay em có mấy phôi mai vàng ha, em quay trước với cây tứ quý. Nay em có cây tứ quý đẹp nha cô chú, mà có một cây màu. Mai vàng này cũng đẹp, lai lai thú chuyên cẳng đầy đủ. Bốn chân có đầy đủ nha. Bốn chân, năm chân luôn. Vì lọc quá lại chơi bốn chân chạy đủ. Quá có một chân. Lên tường. Chiều cao là 48 nha cô chú. Cái đường kính bầu là 48 luôn. Mình có mình hay bự bự. Hoành vị trí này là 30. Dạ, hoành 30. 30 hoành. Cái viên cũng đẹp. Thế nó bỏ đều hết cô chú ạ. À. Này mình về mình ghép cho. Đầy đủ. Chân cẳng là dư. Đâm chồi. À. Rồi giá luôn. Rồi mã số 1 em giao lưu với cô chú là giá 1 triệu đồng luôn cô chú ạ. À. Em bao ship toàn quốc ha. Rồi 1 triệu. Cái số 1 thôi vàng. Cái gì mình ghép vô là nhìn phê liền. Cắt gắn lại. Chờ anh thủ ha. Gọi phép đó có giá mềm luôn chứ. Bình 30 muốn chịu. Đây nó già cũng mấy chục năm rồi. Cái này đó. Có gì chim hết. Cái số 2 không bị nhẹ. Chú chị đợi xíu. Miếng này mỏng quá mỏng à. Kệ đi. Cái này cây trực thẳng cô chú ơi. Tại cái bầu nó hơi nghiêng tí nha. Để giữ. Cái này đế quyết luôn nha cô chú. Cứng cứng bầu quá chân luôn. Kẹo luôn. Thân cốt chi cành đều luôn nha cô chú. Này cô chú không thích mình tán ngắn ngang đây là rồi như sắp luôn nha. Lấy đoạn này thì cốt cành nó đóng như sắp luôn tại đây nó thiếu con chi cành ha. Chai lùng lực luôn. Chai cành chặt chặt không? Chặt đều. Chai cành con bự không? Cốt cành đều hết luôn nha cô chú. Cái này mình dành ghép vô ha. Cho phôm tàn này cũng màu lớn. Màu tàn bự. Rồi đế thì khó che. Cái này đế quá đẹp đều. Nha cô chú. Cứng bầu hết trơn luôn. Bấu 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 vô. Cái này chiều cao là 1m16 nha cô chú. Tới mặt bầu luôn ha. Ghé to to bự luôn. Tới đó quặm 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 xuống đi nha. Quặm xuống không à. Rồi em cho quặm luôn ha. Quặm đó ở vị trí này là 35 hơn cô chú, tính 35 ha. Không có cắn nở gì hết ha. 35. Rồi em đã xích xuống ha. Vị trí này là nó 44 nha cô chú. Cái cũ hay đặt đặt xích xuống vậy, 44. Cái đường kính bầu 52. Nồi đế nó là khoảng 150 nha, cứng luôn á nha cô chú. Tiểu nha, quặm quặm nó bị gì nó không. Nó ra tới mặt bầu hết mà nó không có trống chỗ nào luôn. Càng khéo, đế nó khéo. Đế nó quá khéo luôn. Mấy rễ cũng bít chân bự bự mình bạnh sổ. Đừng qua lại nữa, cái gom xuống cái cũ nữa bự. Kẹo. Rồi, cái số 2 giá luôn. Rồi cái mã số 2 cái này em vô lưu 2 triệu rưỡi cô chú à. Em bao ship toàn quốc ha. Cái này cốt cành đẹp ha, thân cốt đế đẹp luôn. Này chơi tàng thông luôn cũng được, cũng ra tược bích trịch, tàn bích, khỏi cần khắc. Rồi phép đổi phôi luôn. Gặp cái số 3. Số 3 của chú. Số 3 cũng là phôi mai vàng ha. Cái này nó hơi siêu siêu nhẹ. Hay siêu siêu đế nó cũng bỏ đều hết ha.
Cây này nó lâm lâm tược mập mập. Lâm tược mạnh, u nu. Lâm tược rất là dữ, mạnh cây. Cây này chiều cao em đo được là 44. Đường kính bầu là 45. Làm vô hoành nó. Mà mưa. Hoành vị trí này 35 chứ. Dạ, hoành 35. Hoành ba mấy là nó cũng một cây lỗ già. Cây này thuộc mai tự nhiên mà già. Mai dừa tự nhiên. Thật cái rau. Rồi mã số 3 em giao lưu với cô chú là giá 900 nha cô chú. Ba mấy hoành nha cô chú, về mình ghép vô là ghép vô okay. Là mình bán lại chịu mấy thì chịu phải ghe chừng gấp trừ gấp năm ra gọt hết đổi thôi luôn, bán giá thu hồi vốn bớt nào đấy. Số 4 của chú à, số 4 em này để sổ nôm ha, nãy lên tược này bẻ bớt cho nó chống chống rồi. Nôm bung cũng đều nên nhựa mạnh. Cây này nó già lắm nha cô chú, trên đây nó sùn nâu rồi, nó từ lưa hết chứ nè, ra sùn nhiều chứ, dưới đây sùn chắc nè, sùn cốm. Cái này chiều cao là 55 nha cô chú, đo tổng bình đế ra. Tổng bình đế là 1m27. Sổ gì là 30. Hoành năm đó nhiều vị trí luôn. Vị trí này là 31. Trên đây cũng 31, eo nhỏ 27. Đầy đủ luôn. Cô gà mạnh nha. Cây này rất là già nha cô chú. Càm ép chậu cho bonsai gọn gọn, vừa xây lâu năm được, đẹp. Ngựa mạnh. Kéo kéo nhựa dữ lắm. Nhựa nó lên xanh chứ. Dạ. Đế nó cũng đều. Rồi giá. Rồi mã số 4 em giao lưu giá 1.800.000 cô chú. 1.800.000 cái số 4. Dạ phép đổi thôi. Rồi tiếp theo cái thứ quý. Tiếp theo mã số 5 cô chú ơi. Số 5 là cây tứ quý ha. Cây này chiều cao em tính 1m4 thôi. Cây này nhìn form đẹp. Tán ngang hiện tại của nó gì là 87 ha. Chỉ cành đều. Cây này à. Sổ. Đẹp nha cô chú, một thân một cốt nha. Vừa thẳng. Có một cây một rồi cô chú ơi, săn hổm gà nửa tháng trời được có một cây tứ quý. Chỉ cành nó đạt chặt cái điều, cái này là ok luôn. Điều băng một cốt thẳng vót cây luôn nha cô chú. Chỉ cành nó cũng bự bự. Chỉ cành lực luôn mà nó đóng đều. Hết tứ quý giờ cạn luôn rồi. Giờ còn những cái vùng xa xa thôi chứ ở đây ở Cần Thơ là cái như rồi xong. Hết. Vùng xa xa thì cũng còn ít thôi, người ta anh em người ta cũng khai thác quá trời. Cái sổ đẹp đều của trên cô chứ, rất là đều luôn. Rất là đều luôn nha, không có trống gì hết mà nó sổ đứng luôn. Mà ghẻ to to mình bệnh không? Cọc nhận khéo không trống luôn. Lót bao đầy đủ, sổ dài. Lót thân cũng cân đối vừa. Sổ đẹp á, vừa ghen. Cốt thẳng chi cành đều, xẹp đều. Chi cành đều luôn, cây này ghép vô cái này thôi, quá đẹp. Lâu có được cái thứ quý mà đế thì rất là đẹp. Số dài cao. Nó không có bị lỗi gì vậy. Đúng. Rồi em đo vị trí gì đó ha cô chú, em đo chỗ nào tính chỗ nấy ha, 43 ha. 43. 43. Trên 43. Cái cục u ra này anh thấy là 55.
Sổ đứng là 31. Cũ gì là 117. Và trên trên này luôn cho cô chú anh chị xem hoành nó nhiều vị trí ha. Chí này là 40 luôn nha cô chú, chuẩn luôn ha. Sổ xuống mà gãy đều cái gan. Cái này là hoành nó từ 40 tới 44 nha cô chú. Thì cô chú mình không tính sao không được. Tại nó nở chạc. Tại vì cây nó nở rồi không biết đo chỗ nào cho nó chính xác cho vừa lòng. Cốt gót luôn. Chi cành đẹp luôn chứ. Đế đẹp, chi cành đẹp. Thôi tụ cái này đủ là chi cành với đế với cái thân nó là ok nha cô chú. Hoành hơn 40, hoặc là cây tầm trung lớn rồi. Cây thuốc quý. Khoảng này lâu lớn. Rồi xin giá luôn. Rồi cây mã số 5, cây này em giao lưu của chú là giá 13.500 của chú ạ. Rồi 13.500. 13.500. Cây rất là đẹp luôn của chú ạ. Cây này hơi bị chững cây ha, tương đối. Nó sẵn, form nó sẵn luôn. Không có thẹo dít gì trơn, liền vô cũng có sẵn. Đế thì nó gom nguyên củ chà bá lửa. Giờ phép đỡ thôi. Rồi cái chuyển hướng cây ăn trái. Rồi tiếp theo mã số 6 là cái khế của chú ơi. Cây này cũng khế, cũng đế quýp nữa của chú. Cổ lâu dữ dằn không cuộn cuộn luôn. Em cũng xin báo đây là cái cọng này là em mới trồng sau nha cô chú. Chỗ này nó hơi trống một tí xíu à, gỡ ra cũng vẫn được, vẫn đẹp, nhưng mà trồng cái cho nó bít luôn. Là cây này em mới trồng sau. Dạ. Ừ. Cái con trồng sau. Nó chỉ có cọng đó thôi. Còn mấy cái lũa này thì nó là thì nó đã cuốn, nó thành da mới hết rồi nè. Nó trắng, không có tươi xanh à. Không có mục nữa ha, mà nó đã cuốn hết rồi. Nó có một vài điểm đây cũng có ha. Đây, trên đây nó có một cái lỗ hồi xưa. Chứa nước. Chứa nước. Cô chú mình nói về mình chám xi măng cái gì bít lại cái này rồi đã xong. Cái màu đây cũng vậy. Nó không ăn xuống nữa ha cô chú anh chị, mình nhìn thấy nó chứa nước được. Mới mưa, tại nói chung là tại mới mưa cô chú. Mưa nước nó vô. Vô thôi chứ cây đó mình xử lý bình thường. Không thử nhiều. Này khế chua luôn nha cô chú. Để quá trời để. Quá trời thôi cái mới thấy cây khế này. Để hơi bị dữ. Hay cột cổ cái dáng bonsai. Cây này mà dạ, làm dạ. Làm thành phẩm cái nhìn phê lắm. Nhìn không biết diễn tả sao chứ. Quá trời, nguyên một khối đâu cái mặt đây là nó muốn liền đế mà nó liền luôn. Đúng rồi, nó liền, liền luôn. Bên đây cũng đều hết trơn đó, nhưng mà mình thấy bên kia nó quá trời, mình thấy bên đây nó ấy thôi chứ thực tế là cứng cả hết trơn. Dễ nó mô lên luôn. Mô già. Nguyên một khối. Đặt cứng, chỉ có gồng quá đó thôi. Chỉ lót gì ấy thôi chứ thật ra nó cũng ok. Dưới nó cũng lót đầy đủ. Gồng bự cho bá luôn. Ở dưới nó cũng có dễ dễ chứ, tại mình chìm cây nó vô cho nó cần đổ cái đế cho đều đều cho nó đặt luôn. Mai mốt thì nó cái cây đó nấy nó cũng đặt chứ. Chiều cao em đo là 79 nha cô chú. 79. Chiều cao 79. Tổng. Này hoành biết đo đâu. Hoành nó đại đây đi chứ giờ. Trên cái chỗ này trên gầm ghế đi. Ừ. À 48. Hoành 48. 48 hoành nha cô chú. Đó cái nồi đế là nó giáp trên à. Đế này 200 có hơn của chú rồi, có 201. Là cứng hết trơn luôn. Sổ dài đó, sổ mới đo từ đâu nữa. Sổ chắc còn ghế đó trên. Nếu mà đo quạnh trên đây thì đo sổ ở đây luôn. Trời ơi, sổ tới 62 luôn. 62 của chú ơi. Bên đây thì 58 rồi.
Tại cổng này nó hơi dài hơn tí xíu. Số 625862. Quá khứ rồi. Cái chua rồi. Cái chua. Dọc. Cái này mình chơi cho nó mua gì mình trồng cái chậu hình vuông. Cái này mình giá luôn. Rồi cây khế, cây mã số 6 này em giao lưu với cô chú là giá 8,5 triệu cô chú. Bao ship toàn quốc luôn. Cây này nó rất là nặng nha cô chú. Cũng khiếp luôn, nguyên một cái khối đế này không, nó nặng cực kỳ luôn. Để kẹo. Thì cổ già. Chờ phép mình đổi thôi. Rồi tiếp theo là mã số 7 là em cây nhãn cô chú ơi. Hôm nay em có cây nhãn nha. Cây nhãn. Này bữa nay em cắt lại một thân trực lắc luôn ha. Bữa hổm cây này nó có cành bay. Em cắt lại trực lắc luôn, nhìn ra thú luôn, nhìn nó gốc như dáng thú. Nhãn lông nhãn nha cô chú. Ra được rất là mạnh. Nó mạnh luôn á, nay nó đâm chồi quá trời luôn à. Trên đây hổm nó đâm dữ lắm, em hôm qua em cắt rồi em lãi bớt. Chỗ nào không cần thiết thì lãi bỏ bớt. Này là mình trồng cái loại nhãn này mau ăn nó bông của chú gì mà. Nhãn này là ăn cực kỳ thơm. Thơm. Chiều cao dạ, này em tính 2 mét nha cô chú, là từ mặt bầu lên ha. Dữ lắm cái nhãn. Cồng kềnh bự. Cô chú chị có nhà cũng rộng mới cắt một cái nhãn này phù hợp. Thân nó lắc ha. Lắc đầy đủ luôn. Được mới ra rất mạnh, nhiều. Mặt bên đây nhìn nó ngoái đầu rất là đẹp luôn. Cái cốt của này không là 72 rồi chú. 72. Hết hồn. Còn cái cốt này cũng 72 luôn. Bằng đó luôn. Cốt đó luôn, hai cái bằng nhau rồi em đó hoành luôn. Rồi hoành vị trí này là 120 luôn. Rồi em nhắm lên ngay cái eo luôn nha. Eo là 101. Cái đường kính bầu không là 1m2 của chú ơi. Thôi mà lên tược mạnh như khỏe. Khôi lông nhãn lông. Dễ cái bông rễ ra trái phải không? Cái này dễ nhãn lông này dễ ra trái, nó tới đận là nó ra, chứ không phải như mấy cây kia mà phải làm trái. Mà nó ra tược thì mình chăm sóc rất là dễ. Rất là dễ. Ra tược là ok, nó ra tược là sống khỏe. Khỏi sợ. Tại tháng mưa này mình để cái bầu mình khu nhẹ nhẹ vì em chồng nó là đem mô nó là xong. Làm một cái cao một chút. Bạch tạ tổng trăm mấy. Bự 120. Lắc luôn, lắc đầy đủ. Lắc luôn. Thân nó lắc rất là đẹp. Rồi giá luôn. Rồi cây nhãn mã số 7, cây này em giao lưu với cô chú là giá cũng 11 triệu cô chú ơi. Em bao ship 200 km. Bao ship 200 km hay dạ. Nặng bự. Cây này quá nặng. Cây thì ăn trái. Còn cây lộc vườn kế bên, tiếp theo qua cây lộc vườn thì mình ăn lá. Cái bông, chơi bông. Lá thì ăn sống, ăn xèo. Là tược lắm. Để nở cái bài. Cây này chiều cao tính 1m3 thôi. Ý 1m8 chứ quên. 1m8 nha cô chú. Cây lộc vườn tược mạnh. Cây mã số 8 luôn. Cây này nó ra tược quá trời luôn, ngay đầu ra tược ngay đầu rồi không. Rất là mạnh.
Cái này hôm nay lú tượng rồi, hôm nay em quay clip này không giao lưu được thì em đưa nó lên lên bộ 57 nó con chú cốt cành. Cốt cành điệu. Bỏ điều á. Để gốc nở cho bác. Để thì nó nở chạc sẵn đo hoành luôn. Như này cũng lú tượng luôn. Chỗ nào cái này nó dễ lắm, 96 nha cô chú. 96, 96. Đâu cho hoành thôi chứ em gốc nở chà bá luôn. Cái nếu chạc xuống là mét hơn mét mét mấy cô chú ơi, nó tại vì nó chạc á. Dạt dạt á không. Lộc dừng nha cô chú. Lá nè, ngon lành cái nào. Nó là ăn ngon lành luôn. Nhà em có trồng cái nhỏ nhỏ ăn lá hoài. Nó mau ra tược con lá. Cái bông nó đẹp, nó ra ra bông màu tím cái nó đỏ đỏ đó, trời thông xuống đều thông thông giống như đẹp. Rồi giá luôn. Rồi cây cây lộc dừng cuối clip này em giao lưu với cô chú là giá 6,5 triệu. Cây nó rất là nặng cô chú ơi. 6,5 triệu. Dạ, 6,5 triệu em bao ship 200 km ha. Vì cây lộc dừng này cũng là cây cuối clip của em hôm nay, em cũng rất mong cô chú mình xem clip yêu thương và ủng hộ em clip này. Em xin cảm ơn cô chú ạ. Dạ rồi, chào mau luôn. Chào cô chú anh chị các bạn luôn. Thì cô chú xem mấy cái nặng này tiếp theo mời kênh. Trân trọng kính chào cô chú anh chị mình đây.